mà nó không có cái ngấn, nó là không máu lên não, không bao giờ lên não được. Cái đó là việc phong phủ. Còn cái sọ mình là phải để đồ gần nó biết, để đồ gần biết mình dễ lắm. Nhắm mắt mình khi mình tập cái này, mình lấy cái tay quạt mình, thường thường ngày xưa tập nó lấy cái đèn, cái cây nhang á, nó để trên đầu cây nhang, để ngay cái sọ nè, mình để sát rồi thấy nóng rồi mình đốt nha. Nếu mình không thấy cái nhang nó chạy đi là thôi thua, cái thiệt vậy là như ngu như cứt rồi. Tại vì cái nhang nó cháy, nó phải cái nóng nó chạy từ từ lui, mà mày thấy nó vô cũ là mày chết mẹ rồi. Thấy lắc khỏi xong cái đầu này mà cái mày vẫn thấy đây là mày chết ra rồi. Tao phải thấy nó vậy, để cái nhang đây, để hai cái nhang vậy, thấy hai cái nóng nó chạy càng tới đây mà còn giỏi là thằng đó giỏi, còn nhiều thằng tới đây là hết liên lạc rồi. Cái huyệt nó không mở, không huyệt là chắc chắn não bệnh đó. Là rồi cái huyệt thứ ba, cái huyệt này nữa, cái huyệt ấn đường này, cái hướng đường này là cái thông minh con người nó nằm vô cái tuyến tùng này nè. Cái này mà bởi vậy người ta nói mở cái này là cái trí thông minh đó. Là cái này nào anh lấy hai mắt anh nhìn vô đây á, rồi anh lấy cái tay xe xe, anh thấy nó đen trắng đó là anh dễ thấy lắm. Cái này nó còn mở, đa số mọi người đều có, nhưng mà làm sao á, mình để tay mình thấy rồi, người khác mình nhắm mắt mình nó để tay tới gần mình biết khoảng bao nhiêu phân, thằng nào càng xa thằng đó giỏi, là cái độ đó còn tốt. Mà cái độ đó thì thằng đó còn luôn luôn tính sáng suốt, nó lý luận rất chính xác, rồi nó không có lộn xộn nữa, quên trước quên sau là cái chỗ này. Xong tới cái huyệt chỗ này nè, cái lỗ lõm như nè, nó gọi cái huyệt thiên đột. Chỗ đó mà yếu nuốt khó lắm, nuốt như vừa già nuốt ăn cô cái bắt nghẹn, là cái chỗ đó là cái nó có 12 cái đốt xương, cái xương cổ nó thụt lên đường xuống để nó kéo côn vô. Chỗ đó không điều khiển là rồi, nghẹn có khi nó hồ chúng chết luôn á, thở không được chết luôn. Nằm ở đây, ở cái huyệt cái lỗ này, cái chỗ này là cái nó gọi là cái ống khói á, cái lỗ này là cái ống khói á. Mà người luyện được nó phòng ra được, nó phình lên mình xuống được, rồi nó điều khiển được 12 cái xương co lên co xuống. Cái xương đó mà nó làm được á là nó nuốt đồ ăn không có bị nghẹn. Nó gọi là cái huyệt gì? Nó gọi là huyệt thiên đột. Thiên đột. Tức là đợt, trời đục lũng rồi nè, đây cái lỗ này, đột xuống lũng. Còn cái này là ấn đường. Ấn đường hay có gọi mắt thứ ba, ấn đường. Nãy thầy vừa dùng cái từ gì gọi là tùng. Nó là cái lỗ thở của tuyến tùng, cái là trí thông minh của mình á. Khôn hay không, bởi vậy mấy người mà thô mà để ý nó đăng giá mày, nó nhìn nó kỹ nha nè. Nó không dao động, mắt nhìn. Rồi con mắt thứ ba đang nhìn mình. Khi giảng bài học trò nó mắt đứng sững lại là con mắt thứ ba đang tập trung tìm hiểu á. Còn người cà lơ là cái thằng không tập trung, còn thằng ngồi thấy sững nhìn là con mắt thứ ba nó đang nghĩ cái chuyện mà ông thầy giảng, là con mắt nó không biết. Là đó là con tuyến tùng bắt đầu làm việc, là cái người nó đơ liền. Bởi vì mình đang lo ra mình đi ngoài đường xe đụng là vậy, cái tuyến tùng nó hoạt động, con mắt thứ ba nó hai mắt là hết thấy. Cho nên nhiều người mà lăn lo cái gì đi xe nó đụng là vậy. Có giống như cái thằng cha gì mà mình chả tìm ra cái lực nước dưới đẩy lên cái chả nhảy ra khỏi giường, rồi chả ở chuồng chạy là tìm ra cái sức làng chả đâu có biết gì hết. Cái này hồi anh chạy anh cứ lo cái này, anh chạy ngoài nó biết gì hết, hồi tỉnh lại chết cha ngó người vậy. Lúc đó cái ý nó nằm đây không, thành ra cái này nếu mà mở cái này ra làm mình không có quên. Ông thôi cầm cái chìa khóa này, kiếm đâu nè, cái chìa khóa mẹ nè. Cầm chìa khóa đi kiếm. Mẹ chìa khóa nè. Là cái cục này đó. Nó liệt rồi. Còn cái cục này liệt á là tuyến giáp, mấy nữ là bị tuyến giáp, là nó bị ở đây là cái phải đi mổ. Thứ hai là nuốt khó lắm, nuốt cái ngột. Ăn cơm cái gì nuốt hay cái trứng nó nhiều người nó nuốt cứng lâu có thể chết. Nó không khí vô chết. Cái huyệt đây xong, cái huyệt giữa hai đầu ngực nữa, cái lỗ lõm hai đầu ngực nữa. Ức á, chỗ đó là cái tuyến ức, là nó tất cả những cái mạch tức là cái máu trắng nó nằm đó nhiều nhất để nó đưa ra, nó kháng bệnh. Tại sao? Tại vì cái máu trắng nó nằm đó thì máu đỏ nằm đó, nếu có vi trùng là cái máu trắng nằm đây, nó chơi liền, không thôi vô tim là chết mẹ. Thành ra nó thủ đó đông nhất, là trung cái, tâm máu trắng nằm đây nè, cái hệ bạch huyết đó. Ừ, nó nằm đây nè. Hình là cái hệ bệnh huyết là thang đó mắt, người ta xoa đây là nó chống nhiễm trùng á, mà không ai biết. Tại vì nếu mà nó không gần tim mà tim nhiễm trùng là cái tim chết trước hả? Thì không bao giờ cho nhiễm trùng tim, không bao giờ tim bị virus, nó virus là chết mẹ mà rồi. Bởi vậy hệ mà con rắn là cắn vô tim chết liền. Bởi vậy cái hệ miễn dịch của nó khủng khiếp lắm. Ừ đó, nó đứng đó đông lắm. Tụi nó đứng đó là cũng coi như là trung ương của kháng bệnh nằm đó ngay chỗ này.
Đó, thành ra cái chỗ này nó gọi, trong khí công nó gọi là bể, bể khí, tức là cái nơi năng lượng cao nhất con người. Bởi vậy cái tim nó không bao giờ xuống 37 độ, suốt đời 37 độ hay vậy đó, không bao giờ xuống. Xuống cái là khác, xuống là có bệnh, lên cũng bệnh, cứ được 37 thôi. Thì muốn giữ 37 này có thằng bảo vệ cái bạch huyết nằm ngay ngực, cái đó là huyệt đảng trung, cái tiếng trung nó gọi, mà nó nằm ở giữa giữa hai cái ngực, nó nằm ở khu này. Là nếu mà người ta để gần cái mình khó chịu, là ai để gần con nít mình, không phải là mình phụ nữ hay đàn ông, con nít mà để ngực cái nó vậy thì để cái cũng cay rờ ngực nó thôi, nam cũng như nữ. Còn con nít nó trờ là che, chỉ hạ bộ cũng che, chỉ vô đây là chỉ ngay cái con mắt thứ ba khó chịu này, chỉ bực liền á, dở ra cái giày vai coi mình quẹo gạt tay đó mình cùi nữa nè, vậy thôi, chỉ là nè, chỉ là mình lấy là mình bực lên, nó có cái luồng năng lượng nó cản. Mà ai để chỉ cái con mắt thứ ba mà chỉ hoài là mình bực, là muốn đập nó, là mình để hoài là càng bực á. Bởi vậy người ta nói đang ngồi đường mà chỉ người ta là coi chừng á, coi chừng á. Mình chỉ vào quân vào trúng mặt nó một cái là nó quay qua nó ngó mình liền á, nó gọi là kinh kênh á, coi chừng. Đó là ba cái huyệt. Cái huyệt đây là nó, cái huyệt giữa đây là nó cấp oxy cho tim đó, chỗ này nè. Thành ta đau đớn về tình cảm ở đây nó thối hết, mất tình cảm, dù mình thất tình hay gì, chỗ này nó thốn này, nó làm như ai bóp cái tim vậy, là oxy khí nó mất hết, mất khí liền. Rồi ở dưới dưới này là cái bụng dưới này là cái sức mạnh con người, sức mạnh về tình dục và sức lao động, là ngay cái đan điền mình, ngay dưới rúng mình chút đó. Tại vì tất cả khi mình khiêng cái gì nó phải qua cái trọng tâm, để khiêng là khiêng gì nó phải qua trọng tâm, nó chẻ nó hai chứng hai chân, chỗ nào yếu là nó không có ra. Mà trong người nó đặc biệt là có ba cái hơi nóng, tim là 37 độ, còn não cũng có nhiệt độ đó nha, ở dưới này cũng nhiệt độ, ba cái nhiệt độ này mà không cân bằng bệnh liền, nó gọi là thượng đăng điền, là cái hơi nóng nguyên cái khu đầu này, cái hơi nóng nguyên khu ngực, hơi nóng nguyên hạ bộ. Bữa hạ bộ mà không nóng là sợ tắm nước lạnh, bây giờ người nào mà sợ tắm là rồi phía nhà yếu rồi đó. Mà cái này là gốc của cái tim, mà gốc của cái não này. Bây giờ làm sao chỗ này không bao giờ tắm không sợ lạnh là khỏe số 1. Đầu tiên làm sao tập được cái đó trước, là cái đó là thành ra thầy là 8 việc, thành nó có số 8 đấy, không ở dưới đít là 1, trên đầu 2, phía trước mặt thì 3 cái, phía sau 3 cái, phía trước mặt gọi là tam điền, là 3 cái khu năng lượng. Điền là cái ruộng, đang là giống nguyên tử vậy đó, tiên đơn á, nơi nó chứa năng lượng. Không sao nó ra tới 9 rồi, ở trên ở dưới là 2, rồi trước sau là 3. Ừ, trước là 1, 2, 3 mấy 4. Cái đó là cái huyệt phụ, còn huyệt chính là ngực nè, bụng nè, đầu hết. Còn mấy cái kia là phục vụ nó kèm theo. Ba thằng đó là chính đó, là 8 huyệt chính. Nếu 8 huyệt đó mình còn cảm nhận là không bao giờ bệnh, nó gọi là nhâm đốc mạch thông hay vậy đó. Nếu mà giờ để cái đồ cho giờ chạm cho đó mà không biết rằng đó bệnh này, là người đó không bao giờ, luôn luôn có bệnh. Thằng nào mà để 8 huyệt nó biết hết là thằng đó không bao giờ bệnh. Nguyên tắc rất đơn giản, người ta không biết. Nhiều người nó hỏi nhâm đốc mạch thông là thế nào, không chúng bạn là 8 cái huyệt đó để đồ gần nó biết hết, cái cây cũng được, cái nhiệt độ cũng được, cái đồ nhọn để gần nó biết liền, nhắm mắt á. Bởi vì cái này thập thành công mình nhắm mắt là người bạn mình để đâu mình phải đoán ra, lập thi chi nào 8 huyệt nó tìm ra, nó nhận ra, mà nó càng xa càng giỏi. Thành ra nhiều người nó giỏi nhắm mắt là phóng nó còn né được, theo mà không nghề giỏi anh phóng cái gì nó nhắm mắt nó né được á. Nếu mà trúng ngay ở dưới đây như vậy là sau lưng sao được, phóng chỗ nào trúng người gần cái khu thân đó là nó né được đấy. Trừ chân với tay thôi, khu ngực nó đừng có hòng, chân tay không có nguy hiểm bằng khu thân đâu. Nó luôn giữ 8 cái huyệt đó, thì chỉ có bài chạy thư kinh làm cái này thôi, hay chưa. Bây giờ là luyện mà phụ nữ về sanh đẻ với chinh nguyệt với tử cung là phải luyện cái mạch xung với mạch nhâm. Mạch xung là cái bây giờ mình chưa biết cái kỳ kinh là cái gì nha. Bây giờ nói về 8 kỳ kinh nó liên quan tới tẩy thi kinh này. Trong người nó có 8 cái kinh, hồi trước 12 kinh là của từ năm đầu đại vô rồi. Còn trong người 8 kỳ kinh là cái gì mình phải tìm hiểu. Bây giờ mình ngồi về là mình nhìn phía trước này không thôi, là mặt trước, năng lượng nó dù chiếu phơi nắng là cái mặt trước,
mặt nó là gọi là nhâm mạch. Còn cái sau lưng không á, ánh nắng nó chiếu sau lưng không là đốc mạch, là cái lưng. Rồi bây giờ nó có những cái mạch, cái mạch vòng tròn đó là cái thắt lưng, nó gọi đới mạch, với cái trục ở giữa nữa, cái trục giữa thân mình á, nó gọi là xung mạch, và cái vòng tròn gọi là đới mạch. Cái đó chính là cái thân cây mình cưa ra có cái vòng tròn đó không, trăm tuổi nó tọc nó nhiều, cái đó người cũng có, ghê lắm. Mình không biết bởi vì cái sớ thịt này, con bò nào ngon nó mịn lắm. Hiểu không, anh mua thịt rồi sớ bự là con già, bò già cũng thịt con này khỏe là ngon lắm. Cái cây cũng vậy nè, anh cưa ra nó có những cái vòng tròn từ trong đồng trong nó rộng ra nha, cái đó là đới mạch của nó đó. Mình là cũng có đới mạch đó. Cái vòng đó, đó cái vòng đó để con người ta có xoay được, xoay tròn được, không thôi sao xoay, nó xoay được, xoay tròn nha nè, mà đứng mình tự xoay, có người mà cái đới mạch mạnh nó xoay tự đứng xung quanh nó nè, hoặc là chống tay mình xoay 100 vòng không chống mặt. Cái bài đó là phải sau phải tập là bài bắt quái đó. Tức là tự mình quay xung mình mà không chống mặt là cái đới mạch mạnh, thằng đó thọ lâu lắm, sống lâu lắm, nó tự quay nó không có té là sống lâu. Cái đó là cái trong khí công nó gọi là đới mạch, là cái vòng tròn từ trong nhỏ bự ra nha. Mà toàn thân không phải là khúc lưng nha, hết cả thân, cả tay thì có cái vòng đó luôn. Tay nó cũng có cái vòng luôn, nó có cái tâm thì có cái vòng đó luôn. Cái vòng nó gọi là đới mạch và xung mạch toàn thân. Cái đới mạch đó là nó điều khiển cái gì á, cái trục giữa đó, nếu mà luyện cái trục giữa đó, cái trục này là luyện cái bể máu mình, máu luôn luôn lưu thông tốt, là cái bài cửu chuyển theo, là cái trục ở giữa trên chạy xuống, nó qua chính cái khớp đó. Cái muốn luyện đốc mạch, cái luyện mà mạch xung á,